Trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng nói quê hương tốt hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Các bạn có thể nghe lời Chúa mỗi ngày với Mục sư Nguyễn Văn Huệ qua Facebook Huệ Nguyễn hay YouTube Mục sư ơi. Các bạn có thể đọc lời Chúa trên website hướngdionline.com. Nghe và đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy nhiều điều không thể thấy bằng mắt thường. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật, không hề thay đổi. Đã hứa, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hy vọng các bạn tìm kiếm Chúa và gặp được Chúa hôm nay. Amen. Quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả. Kính chào Mục sư Huệ, hôm nay chúng ta trở lại với chương trình để thưa chuyện với quý thính giả của đài. Trong những ngày vừa qua thì khí hậu ở vùng chúng ta ở tuy rằng nó hơi nóng nhưng mà cũng có những cơn mưa. Và chúng ta cũng biết rằng ở bên cái vùng California và phía Tây của Hoa Kỳ thì bị hạn hán và khí hậu rất là nóng. Cho nên ở đây thì chúng ta cảm ơn Chúa là vùng chúng ta không đến nỗi nóng lắm mặc dù mình đang ở Texas, phải không Mục sư ạ? Dạ, kính chào Mục sư, tôi rất là vui được hội chuyện với Mục sư với lại quý khán thính giả, bởi vì chúng ta đang sống trong một cái thời điểm mùa hè nó đến và tôi thấy được, đã cảm xúc được và kinh nghiệm được về trời nóng. Mà trời nóng thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến cái việc làm của chúng ta. Nhưng là một số người đang làm việc ở ngoài trời đó thì thấy cũng tội nghiệp lắm. Hôm nay tôi có đi kiếm một người bạn, người mẹ đó, ở đấy giúp tôi để trồng cây. Nhưng mà chỉ làm được 4-5 tiếng đồng hồ rồi phải ngưng công việc bởi vì nóng quá. Muốn nghỉ, tôi cũng không chịu được nổi, cho nên vào nhà nghỉ ngơi. Thì đó là một cái điều mà tôi nghĩ nó cũng là một cái hoàn cảnh để dạy dỗ chúng ta, đặc biệt là vấn đề trồng cây đó. Tôi đang học trồng cây, thưa Mục sư, là vừa rồi Mục sư có cho tôi một cái cây đó, tôi muốn tìm hiểu là cái cây đó nó là cái loại cây gì và nó có dễ trồng hay không. Rồi tôi nghĩ là chúng ta nên thảo luận về trồng cây và chia sẻ về kinh nghiệm cũng như là chia sẻ cái tài sản cho cây là cho nhiều đó Mục sư. Dạ. Yeah. Tôi thấy mấy người lớn tuổi, người Việt chúng ta đó Mục sư, họ rất là thích trồng cây. Bởi vì họ thấy cái sự lớn lên của những cái cây họ trồng đó, rồi xanh tươi, rồi buổi sáng họ ra họ ngắm những cái cây đó, họ rất là vui Mục sư. Cái cây mà tôi tặng cho Mục sư kỳ rồi cũng do người khác tặng cho tôi, đó là cái cây, tôi không biết là tên Mỹ là gì, tên Việt là gì, nhưng mà nó tương tự như cây mai ở Việt Nam mình đó. Nhưng mà nó là sống ở Mỹ được, nó ra bông màu vàng rất là đẹp. Và khoảng chừng đâu vài năm sau là nó có bông đầy cái cây hết Mục sư. Thầy đã nhìn nó rất là đẹp. Những người bạn mà cho tôi thì họ gọi đó là cây mai. Cho nên tôi trồng về một số ở đây chung quanh nhà tôi, rồi họ cho tôi một số cây nhỏ xíu rồi tôi ương lên đó. Và tôi cũng tặng cho người này người kia. Một số Huệ được tôi tặng, hy vọng Mục sư sẽ trồng và sẽ thấy 1-2 năm nữa thôi sẽ thấy những cái hoa vàng rất là đẹp trong cái dịp mùa xuân đến. Dạ, đó là cây mà người ta gọi là cây mai đó Mục sư. Trước hết tôi học được ở đây bài học đó là tôi rất là vui vì được tặng một cây mai. Nhưng mà Mục sư biết không, Mục sư tặng cho tôi 2 cây đó thì tôi lại tặng cho một người khác, người bạn, 1 cây. Thành ra là trồng cây nó có thêm được một cái điều rất là ích lợi, đó là chúng ta thêm cái lòng tin tưởng và chia sẻ. Tên đó là mặc dù chưa có thấy cái cây rồi cái quả như thế nào, chỉ cần nghe Mục sư nói cái cây này nó nhiều hoa
là tôi tin tưởng là cây này nó nhiều hoa rồi dễ trồng, cho nên tự nhiên mình thích trồng rồi mình giữ để cho nó có nhiều hoa, rồi mình đặt tên cho nó. Tôi nghĩ đây là một cái kinh nghiệm rất là hay, và hy vọng rằng chúng ta chẳng những trao đổi được một loại cây, nhưng mà lần lượt sẽ có nhiều cái cây khác trao đổi để nó làm đẹp cho cái nhà chúng ta và ích lợi cho công việc của chúng ta. Tuy nhiên thưa mục sư, là tôi muốn áp dụng cái bài học về thuộc thể vào kinh nghiệm đời sống thuộc linh. Đó là lý do mà tuổi già thường thường có nhiều ý kiến và muốn nhiều người khác nghe. Thì thưa mục sư, là ở trong Kinh Thánh hôm nay chúng ta sẽ nói về Giăng đoạn thứ 15, là đoạn Kinh Thánh mà Chúa Giêsu đã dạy: ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Thì nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được có nhiều trái hơn. Và thưa mục sư, tôi nghĩ đây là một đề tài nó ảnh hưởng đến cái đời sống tâm linh của chúng ta, hay là cái đời sống tinh thần của chúng ta, của gia đình chúng ta, con cháu chúng ta và tương lai của chúng ta nữa, trong mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Thì mục sư có suy nghĩ và bài học gì về vấn đề Chúa là gốc nho, chúng ta là nhánh, có nghĩa là chúng ta có liên hệ gì với Chúa, giống như cái nhánh nho nó liên hệ với cái gốc nho hay không? Dạ, cảm ơn mục sư. Dĩ nhiên là trong cái thời của Chúa Giêsu, khi mà Ngài dạy dỗ cho các môn đồ, Ngài bước đi ở trên trái đất này trong xứ Do Thái đó, thì ở bên xứ Do Thái tôi được biết là có chỉ có ba cái loại cây mà nó mọc một cách tự nhiên. Đó là cây cây vả, mình hay gọi là cây fig á mục sư. Cây thứ nhì là cây ô liu để họ làm dầu cũng như để họ ăn, và cây thứ ba là cây sung đó. Cây sung thì ba cây đó nó mọc có tự nhiên, còn cái việc mà cây nho đó là họ phải trồng, nhưng mà dĩ nhiên là họ trồng rồi họ lấy trái để họ ăn với trái cây đó, giống như ăn với salad rau quả rồi vậy đó. Thì nói về việc trồng nho và gốc nho thì tôi gọi, dĩ nhiên là hình ảnh của thời Chúa Giêsu thì đó là một cái hình ảnh rất là cụ thể. Bởi vì những cái cây mà nó mọc hoang hay là nó mọc tự nhiên á, thì không ai nói gì. Còn cái cây mà nó được trồng thì dĩ nhiên là nó phải được chăm sóc và phải tưới nước, rồi thường xuyên gọi là giữ gìn cho nó để cho nó lớn lên và nó đơm bông kết trái. Đây là cái việc rất là bình thường của một người trồng cây cực nhọc để có kết quả đó. Thì cái đây cũng khoảng chừng 6-7 tháng tôi có dịp tôi đi Audi. Audi là cái chợ nó bán đồ ăn nhỏ nhỏ đó mọi người. Thì thỉnh thoảng họ cũng bán những cái cây cho mình. Thì tôi thấy có một cái cây nho màu đỏ và một cây nho màu xanh, và họ bán chỉ có 5 đồng một cây thôi, và tôi cũng thấy cũng không mắc lắm. Tôi mua về 2 cây và tôi trồng ở sau nhà rồi làm một cái giàn nho nhỏ cho nó bò lên. Cái điểm đặc biệt mà tôi muốn nói là thế này, là trong 2 cây đó, cái cây nho xanh đó, thì tôi mới trồng đâu mới được chừng 1 tháng thôi, nó lên được khoảng chừng 2 feet thôi một sư, tức là khoảng chừng 3 găng tay của mình thôi, nhưng mà nó đã có trái rồi. Không biết tại sao mà tôi cũng không dám ăn cái trái đó, tại vì mình thấy nó nhỏ quá đó. Nhưng mà từ khi nó có trái, nó cứ tiếp tục nó lên và nó bò lên tới cái giàn đó. Và vì tôi là cái người chính tay trồng, cho nên tôi rất là gọi là chăm sóc kỹ hơn những cây khác, mà mình tưới nó thường xuyên và cũng coi ngó đó. Cái điểm rất là thú vị là nó bò lên rất là nhanh, và tôi hy vọng rằng tôi coi ở trên YouTube và những nơi khác thì họ nói khoảng chừng 2 hay là 3 năm là bắt đầu có trái rất là nhiều, và nó sống được qua mùa đông nữa. Vì thế cho nên cái hình ảnh của cái cây, và tôi cũng biết rằng bất cứ một người nào nhìn một cách bình thường đều biết rằng những cái nhánh nho đó mà nó không có gắn vào trong gốc đó, thì thứ nhất dĩ nhiên nó sẽ chết. Thứ hai, nếu mà nó không chết đó, hay nó gắn vào một cái gốc khác đó, thì nó sẽ không ra những cái trái của trái nho. Thành được cái hình ảnh mà Chúa Giêsu nói đó là muốn có kết quả, muốn đơm bông kết trái, chúng ta phải gắn chặt vào trong Ngài. Cũng tương tự như hình ảnh là những cái nhánh nho nó phải bám chặt hay là nó phải gắn chặt vào trong cái gốc thì nó mới ra những cái trái nho, những cái chùm nho ngọt cho chúng ta. Thành ở đây là một cái hình ảnh mà về trồng trọt hay là hình ảnh về có mối quan hệ mật thiết
cái việc mà Chúa Giêsu nói rằng chúng ta phải gắn với Ngài chặt chẽ cũng giống như là những cái nhánh nho mà gắn với cái gốc nho đó, thì một cách cụ thể có nghĩa là gì, thì mục sư có thể góp ý thêm để chúng ta hiểu là gắn chặt với Chúa Giêsu có nghĩa là gì. Cái nhánh nhánh nho mà nó gắn chặt với gốc đó thì không cần giải thích ai cũng biết, tại vì nó là một cái hình ảnh rất là tự nhiên. Nhưng mà Chúa dùng cái hình ảnh đó để dạy dỗ chúng ta thì có lẽ chúng ta phải giải thích thêm, phải không mục sư ạ? Thưa mục sư, là trong Kinh Thánh có rất nhiều bài học về trồng cây, và tôi để ý đến là Đức Chúa Trời có dạy cho chúng ta một số những cái hình ảnh và cái mục tiêu của cái việc trồng cây đó. Người trồng cây nào cũng muốn cây có kết quả, và người đó phải dành thời giờ để mà trồng, để mà tưới. Và Kinh Thánh có dạy cho chúng ta nhiều bài học về trồng cây, chẳng hạn như người trồng, kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ được phần thưởng của mình. Nhưng mà người trồng và người tưới thì có cái phần của mình, không ai hơn ai, nhưng mà chính Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Tôi nhớ đến Ê-sai đoạn 5 câu thứ 4, Chúa có nói về dân Israel. Cái hình ảnh này nó cũng nhắc nhở chúng ta đó, là có điều chi nên làm cho vườn nho của ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong sanh trái nho thì nó lại sanh trái nho hoang vậy? Thì đây là một cái câu hỏi của Chúa, và cũng là một câu hỏi Chúa muốn áp dụng cho đời thường của chúng ta. Như một sư trồng cái cây nho đó thì mong nó có kết quả, và cái kết quả là phải ăn được, phải ngon, và nó phải lớn lên, rồi tự nhiên mình thích cái cây đó, rồi mình thụ hưởng cây nho. Nhưng mà Chúa là Đức Chúa Trời đã yêu thương người Do Thái và chăm sóc họ, bảo vệ họ, gìn giữ họ, và mong họ có kết quả tốt, trên hoa kết quả. Nhưng mà cái hậu quả của họ, hay là kết quả của họ, đó là trái nho hoang, có nghĩa là họ đã không làm bên những danh Chúa, họ đã không có một cái kết quả mà Chúa hài lòng. Đây chính là bài học cho đời sống của chúng ta. Thì tôi muốn hỏi mục sư là khi nói về kết quả của một người tin thờ Chúa đó, thì chúng ta nên nghĩ đến những cái đặc điểm gì của một cái kết quả mà Chúa muốn thấy trong đời sống của chúng ta? Trong đời thường đó thì ai nấy đều biết kết quả, nhưng mà trong cái đời tâm linh hay là đời sống tinh thần thì kết quả mà Chúa muốn thấy cho chúng ta là gì? Dạ, cảm ơn mục sư đặt câu hỏi để chúng ta suy gẫm. Cũng trong cái đoạn kinh thánh đó đó mục sư, thì khi mà Chúa Giêsu nói về gốc nho và nhánh nho đó, rồi sau đó Ngài nói với các môn đệ của Ngài là tình yêu thương là cái điều mà Ngài muốn thấy tất cả mọi môn đồ của Chúa gọi là biết và áp dụng. Thật ra thì tất cả chúng ta ai cũng đều có tình yêu thương cả, có điều cái là mình yêu thương ai và cái tình yêu thương của mình nó rộng hay là nó như thế nào, đó tùy theo mỗi người. Nhưng cái điều mà Chúa Giêsu muốn nói đây là Ngài muốn chúng ta yêu thương tất cả mọi người, trong đó có những người mà chúng ta cũng chưa biết, chưa gặp, có lẽ cũng không bao giờ có cơ hội để gặp. Nhưng mà nếu mà mình có cơ hội gặp họ đó, mình sẽ đối xử với họ giống như là anh em trong nhà, giống như một người thân thiết, một người bạn thân vậy. Người ta thường hay nói là đạo Cơ Đốc giáo hay là đạo của Chúa Giêsu đó là đạo của tình yêu thương. Bởi vì tình yêu thương mà những người giáo sĩ họ đã rời quê hương của họ để họ đi qua những cái vùng vùng đất như là bên Trung Quốc hay là Việt Nam hay là nhiều nước khác để họ sống cùng với chúng ta và họ chia sẻ về tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu. Cũng bởi tình yêu thương đó mà người Mỹ họ có nhiều người cũng còn tin Chúa theo đạo tin lành. Mỗi lần có thiên tai bão lụt hay là một cái tình trạng khủng hoảng nào trên thế giới thì luôn luôn là người Mỹ họ đi đầu trong vấn đề cứu trợ, giúp đỡ. Chúng ta không thấy những người Hồi giáo họ làm điều đó, chúng ta không thấy những cái dân tộc mà họ không có yêu mến Chúa làm điều đó, nhưng chúng ta thấy người Mỹ họ làm điều đó. Bởi vì nước Mỹ họ đặt nền tảng trên cái việc họ nhiều người tin Chúa và cái tình yêu thương nhân loại nó gần như là nằm ở trong DNA của người người Mỹ. Bây giờ thì có lẽ một phần cũng sút giảm,
Nhưng ngày xưa thì không. Bằng chứng là sau chiến tranh Việt Nam đó, họ nhận bao nhiêu triệu người Việt của chúng ta, và ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục nhận những người thân nhân của những người đó. Cho nên tôi nghĩ rằng cái sự thay đổi lớn nhất mà Chúa muốn thấy chúng ta khi chúng ta gọi là bám chặt vào trong cái gốc của Chúa Giêsu đó, là có một sự thay đổi trong sự suy nghĩ, lời nói, hành động và lối sống. Ngày xưa trước khi chúng ta biết Chúa thì chúng ta sống theo cái gọi là cái bản tính riêng của mình. Mình không có, dĩ nhiên là mình không hẳn là ai cũng đều có một đời sống gọi là tuyệt hảo. Nhưng mà tôi nghĩ ngày xưa đối với tôi thì chỉ nghĩ đến mình và gia đình mình thôi. Nhưng mà ngày nay thì khi mà tin Chúa rồi thì mình nghĩ đến mình và gia đình mình và những người chung quanh nữa, và ngay cả những người trên toàn thế giới mà chúng ta chưa biết, mình muốn họ có một đời sống tốt đẹp hơn. Mình muốn họ biết Chúa Giêsu để họ cũng được cứu như mình. Mình muốn họ có được tình yêu thương, sự vui mừng, bình an là những điều mà Chúa hứa ban cho những người tin nhận Ngài. Cho nên đối với tôi thì kết quả của cái việc mà tin Chúa Giêsu thì nó phải là như vậy, mục sư ạ. Dạ, cảm ơn mục sư. Điều mục sư nhấn mạnh đến tình thương đó là cái điều mà hợp với Kinh Thánh nhất, bởi vì Chúa Giêsu có nói xem trái thì biết cây. Một cái cây tốt á thì nó luôn luôn có trái tốt, và một cái trái tốt nhất trong đời sống của chúng ta là trái yêu thương. Nhưng mà Kinh Thánh có dạy cho chúng ta rằng trong Cựu Ước thì có 10 điều răn, nhưng mà ở trong Tân Ước thì Chúa lại tóm lược có 2 điều thôi, tức là hết lòng, hết sức, hết linh hồn mà yêu mến Đức Chúa Trời và yêu mến người khác như yêu chính mình. Và đó là một cái bông trái vô cùng lớn lao. Và tôi nghĩ rằng chính cái bông trái này á, nó làm vinh hiển Chúa. Và đây cũng là mục đích của đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta được biến đổi để trở thành một người yêu Chúa, yêu nhau đó, thì đó là một cái dấu hiệu tốt nhất để cho mọi người biết chúng ta là môn đệ của Ngài. Chính Chúa Giêsu có nhắc đi nhắc lại nên là cái yêu nhau thì đó là dấu hiệu mọi người biết các ngươi là môn đệ ta. Cái việc yêu nhau đó được Chúa dạy dỗ như là cái tình yêu ban cho, tình yêu hy sinh. Cha hãy cho nó rằng điều răn của ta là hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Và chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Cái ý niệm về mối quan hệ đối với người khác trong cái tình yêu thương đó, thì chúng ta thấy bạn hữu với nhau thì phải thật thà với nhau, phải không? Rồi phải quan tâm đến nhau này, rồi phải chia sẻ với nhau nè, rồi phải giúp nhau để mà có kết quả nhiều hơn. Đó là lý do Chúa nói rằng ấy không phải các ngươi đã chọn ta, mà ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều răn này để các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng bài học thực tế nhất hôm nay mà trong cái chương trình phát thanh này, tôi cảm ơn mục sư nêu lên cái kết quả mà quan trọng nhất để chúng ta học, và Đức Chúa Trời cũng muốn nhìn thấy cái kết quả đó, kết quả đầu tiên đó trong đời sống chúng ta là tự nhiên chúng ta yêu Chúa, yêu nhau và yêu người khác đến mức như Phaolô đã dạy là hãy coi người khác như tôn trọng hơn mình. Tôi thấy điều này nó cũng rất là thực tế. Chẳng hạn như hôm nay tôi đi tìm một người giúp tôi để làm vườn, thì tôi lái xe đi và tôi thấy Chúa dẫn dắt để tìm được một người mẹ, họ đang đi kiếm việc làm đó. Và có một người tôi đã chọn được và mời về nhà, đưa về nhà rồi làm việc. Tôi xem như là một người là kính trọng người khác và theo dõi và muốn cho người đó không phải là mình không phải là mình bóc lột, nhưng mà mình muốn giúp đỡ giúp đỡ, mình tạo cơ hội để anh ta có việc làm, cũng như và tôi đã áp dụng điều đó đó, một sự áp dụng điều đó là
Anh chỉ làm việc thời gian ngắn nhưng mà tôi muốn đối xử với anh giống như là Chúa đối xử vậy. Thì anh rất là vui và cảm ơn. Tôi thấy điều này đã là một cái hình ảnh bông trái mà Chúa muốn thấy. Mình đối xử với người khác cũng tội nghiệp vào, rồi mình thấy thương. Tại sao mình lại có cái khả năng để có thể thuê người làm, trong khi người đó lại không có khả năng để tạo được việc làm cho người khác, kiếm việc làm. Đây là cả một vấn đề rất là thực tế đó. Cho nên vấn đề trồng cây để mà cho người ta cây, để người ta vui hưởng, rồi đóng góp phần vào nhiều vấn đề, nhiều giá trị lắm. Sắp tới chúng ta sẽ nói đến cây trồng, nói về đẹp, nhưng mà cũng nói đến cái chất lượng của cây, cái giá trị của cây. Hiện nay tôi đang suy nghĩ đến giá trị của cây để có thể tìm kiếm thêm, áp dụng vào đời của mình và áp dụng vào cái công việc của chúng ta. Chúa ban phước cho mục sư, và hy vọng chúng ta sẽ góp phần để nói thêm về những điều ích lợi nhất cho chúng ta một cách cụ thể, đặc biệt là vấn đề trồng cây. Dạ, cảm ơn mục sư vậy rất nhiều. Mục sư khi nói về vấn đề trồng cây và tình yêu thương có cái sự liên hệ với nhau đó. Mình trồng cây là hình ảnh của Chúa Giêsu trong cái mối quan hệ giữa Ngài là gốc cây nho và mình là nhánh nho. Khi mình trồng cây thì mình nhớ đến hình ảnh đó, và Chúa cũng dạy dỗ mình để mình có kết quả trong cuộc sống, đặc biệt là kết quả đầu tiên và trên hết đó, của một người tin Chúa, đó là tình yêu thương. Tình yêu thương mọi người, như mục sư Huệ có nói, cái anh Mễ đó thì cũng chỉ là người lạ thôi, nhưng mình cũng thông cảm với ảnh là ảnh cần việc làm, mình thì cần người làm việc, tạo điều kiện để ảnh có việc làm và giúp đỡ ảnh một cách tận tình, đối xử ảnh một cách tốt đẹp là cái điều quý giá nhất đó của mục sư. Mình nghĩ rằng khi anh ta buổi chiều hôm đó về với gia đình, có được một tí tiền lương để nuôi sống gia đình và vui vẻ với gia đình thì cũng là một cái hạnh phúc cho anh ta trong ngày đó, mà mình đây có nghĩa là mục sư Huệ đã góp phần vào trong việc đó. Đối với Chúa thì tình yêu thương của Chúa là vô bờ bến, vì thế cho nên Ngài muốn thấy chúng ta đầu phục Ngài để được sự sống sung mãn, sự sống bình an, hạnh phúc và có được sự sống đời đời. Cho nên đây là cái điều mà tôi và mục sư Huệ cũng đều cố gắng để chia sẻ, ngay cả như việc mục sư làm nhà truyền giáo mấy chục năm nay cũng là một cái ví dụ điển hình của cái việc muốn chia sẻ tình yêu thương của Chúa đến với càng nhiều người càng tốt. Vì thế cho nên đây là một cái cơ hội rất là tốt. Cảm ơn mục sư Huệ trong việc đi truyền giáo cũng như chia sẻ với chương trình hôm nay. Xin kính chào quý thính giả của đài và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Xin Chúa ban phước cho quý vị trong tuần lễ này đầy sự bình an, sự vui mừng và tình yêu thương tràn ngập trong đời sống của quý vị. Xin kính chào. Trong chương trình Chuyện Thư Ban Cơ Đốc hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn một bài thơ. Bài thơ hôm nay có tựa đề là Niềm Vui Thật Sự của tác giả Đỗ Tấn Minh ở tại Florida, Hoa Kỳ. Bài thơ được đăng trên đặc san Hướng Đi số mùa hạ năm 2007. Đây là một đặc san Cơ Đốc được phát hành tại Hoa Kỳ do mục sư Nguyễn Văn Huệ làm chủ nhiệm. Trước khi gửi đến quý vị và các bạn bài thơ Niềm Vui Thật Sự này, thì xin có vài nét giới thiệu về bài thơ. Bài thơ giống như là một lời tự sự, một lời tâm sự của tác giả trước những câu hỏi của những người chưa tin Chúa. Hỏi tác giả, có những người hỏi tác giả rằng là tại sao không có hưởng thụ cuộc đời vì đời sống chóng qua, tại sao không có tận hưởng những thú vui như là bia rượu, bài bạc, ăn chơi, hút sách, cine, mua sắm, khiêu vũ, câu cá, vân vân. Thì tác giả trả lời rằng tác giả có một niềm vui lâu dài, vĩnh cửu hơn là những niềm vui tạm bợ chóng qua của trần gian này. Những niềm vui tạm bợ chóng qua của thế gian này giống như là những cạm bẫy dễ đưa chúng ta vào trong sự hủy hoại thân danh. Chỉ có niềm vui ở nơi Chúa mới là niềm vui trường tồn bất diệt, như là đại thi hào David ngày xưa đã nói: trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Đó là cái sự giải bài của tác giả đối với những câu hỏi của những người chưa tin Chúa
hỏi về niềm vui của tác giả, tại sao không tận hưởng những niềm vui của cuộc đời mà mỗi Chủ nhật cứ dành thì giờ phải đi nhà thờ, phải mất thời gian, vân vân. Nhưng mà tác giả đã có câu trả lời cho những câu hỏi đó. Và sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài thơ Niềm vui thật sự của tác giả Đỗ Tân Minh. Bạn thường cười chê sao tôi ngu dại, sống có bao lâu không hưởng thụ đời, làm việc bao ngày sắp thăng bãi hoại. Chủ nhật cuối tuần không chịu vui chơi, thú vui ngoài kia đang chờ nhiều lắm, bia rượu, bạc bài, ăn hút sao chê. Không dạo phố phường, cine mua sắm, khiêu vũ không màng, câu cá không mê. Nhà thờ mỗi tuần đi không mệt mỏi, mất cả thời gian hao tốn bạc tiền. Hai lượt khứ hồi, đường xa vời vợi, nếu không ngu khờ, có phải chăng điên. Bạn ơi, chớ cười cho tôi ngu dại, vì sống bao lâu mãi chạy theo đời, ngụp lặn giữa dòng thế gian bại hoại, xa Đức Chúa Trời, chết mất mà thôi. Nhiều cuộc vui chơi đưa vào cạm bẫy, tan vỡ gia đình, hủy hoại thân danh. Có Chúa trong đời, lòng vui biết mấy, thì xá chi niềm vui tạm mong manh. Dù suốt tuần dài mưu sinh quằn quặt, khiêu vũ không mê, câu cá không màng, dân Chúa biệt riêng trọn ngày Chủ nhật, đi thờ phượng ngài xa mấy không than. Cùng anh chị em mừng vui gặp lại, vang tiếng cười giòn rộn rã hàng huyên. Bước vào nhà cha tâm hồn thư thái, cầu nguyện tôn vinh tan biến ưu phiền. Bạn ơi, đây là niềm vui thật sự, không giống như niềm vui tạm nhân gian. Tôi nhận được khi đời mình Chúa ngự, ngài ban bình an phước hạnh muôn vàng. Đỗ Tân Minh, Florida, Hoa Kỳ. Cảm ơn tác giả Đỗ Tân Minh đã có bài thơ khích lệ chúng ta trên linh trình theo Chúa, thờ phượng Chúa và hầu việc ngài. Hướng đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Hãy cùng đi với tôi, toàn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi.